chợ mấy cục đá này, mỗi cục đá này mua đâu có rẻ đâu. Dạ. 3.000 đồng một cục, 2-3.000 đồng một cục. Thì cái nhà của anh biết cái nhà của Thúy đó, đó dạ. Chung quanh là đá không á? Dạ. 8-9.000 đồng nó hết cái đá đó. Dạ. Nó mua đó là rẻ đấy. Ừ. Tại vì cái mặt đó là nó không phải là cái mặt. Anh biết nội cái nội cái xin cái chỗ đậu xe ở phía trên đó, đó mà để cho mấy cục đá thôi đó mà nó cắt ống gần 4.000 đồng bạc. Dạ, đúng đá. Đó. Thành ra bởi mình nói cái bởi, ông, kia bởi vì ông vẽ đó, ông không muốn cho cái chỗ đó là vậy đó. Tại ông không biết cách nào để cho cái mảnh đất nơi, tại vì đất nếu mà ấy đó độ lên cao thì phải lấy cái gì đệm chứ. Đó, đó. Bởi vì mình nói đó, đó là đá mà nhà em không phải là thuộc loại đá phải làm mặt tiền á. À. Nó lộ ra lộn vô rồi, là rồi. Nó rẻ tiền. Còn đá mà mặt phẳng gì nè. Rất là đắt tiền. Ờ đúng rồi, nó còn phải mài nó cắt nữa thì nó đắt thêm nữa. Dạ. Nó làm cái mặt phẳng. Wow, trời trên này đẹp chưa? Đó là những nhà riêng ở trên đồi cao nữa đó. Chụp mình đây. Dạ. Đó. Để ra. Dạ, đợi chút, để. Rồi. Xin chào chú Minh, hôm nay đi chơi có lạnh không chú? Chú đang coi cái gì vậy? Nhìn thấy cái gì vậy? Hả? À, thích cái loại cái nhà đó. Đây có một cái nhà này là cũng ông kiến trúc sư Peter Vest ông vẽ đó. Đó, tất cả là như là cái lồng chim. Cái này là giống như lồng chim á. Yeah, chú có tưởng tượng nè. Thấy để xe hay không? Đúng rồi, chơi để ngang tại vì không còn chỗ đó. Không yeah. Có chỗ. Không có chỗ thì làm phải làm để tới kiểu vậy đó. Để xe. Rất là hay. Trong nhưng mà nếu mà xe không có bị mưa hay bị nắng, bị tuyết gì hết đó. Mà sao? Nè. Đúng rồi, trong, cũng che như... được. Dạ, yeah. Không có chỗ để mà làm đường hầm đi vào nữa. Dạ. Yeah. Yeah. Tiết kiệm xe. Nhưng mà nếu mà tuyết nhiều thì nó cũng tạt vào chứ. Thì cũng không có nhiêu. Nhưng mà đậu xe gì cũng mệt ha, vô trong kia là bị kẹt á thấy chưa. Đâu. Nhưng mà ông tính hết á, tính hết là cái người ở phía ngoài này, nó đi ra phía ngoài này. Ừ, rồi. Hay. Giống ông tính ngay chỗ đó. Dạ, dạ, dạ. Chặt chỗ. Rồi, để khoan, để thấy, chú muốn chụp, để đợi chút tí, quay về phía trước của cái mấy cái nhà lồng chim này. Ờ, trên cao bắt đầu sắp sửa hết mặt trời rồi, lạnh lắm. Đó là những cái khu vườn mà của nhà nước cho thuê mỗi năm là 100 đồng hay là 150 Thụy Sĩ tùy theo cái quadrilateral để cho người già, những người mà không còn đi làm việc nữa về hưu để mà tới đó để mà làm trồng cây ăn trái hoặc là làm xà lách nọ, gọi con cháu tới để mà tụ lại và nướng vào mùa hè. Đây là những cái nhà mà lồng chim mà giống như kiểu lồng chim á, bạn cứ nhìn theo móc ở trên đầu cái mái nhà đó là mà ta có thể treo lên là một cái lồng chim. Và mỗi một cái lồng chim như vậy đó thì ông Peter Vest, ông kiến trúc sư, ông để cho người ta thoải mái chọn. Có người thì thích mà có ban công phía trước, có người thì không thích. Đó. Và ở trên cái mái nhà đó thì là được sưởi bằng cái mặt kính của lấy từ năng lượng mặt trời.